Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cuộc đời như mộng, như ảnh. Có một bài kệ tụng rất hợp đạo lý, nay xin đọc ra để tham khảo. Bất cầu đại đạo xuất mê đồ, túng phụ hiền tài khởi trượng phu, bách tuế quang âm thạch hỏa trước, nhất sinh thân tự thủy bào phù. Thê tài phao hạ phi quân hữu, tội nghiệt tương hình nan tự khi, thí vấn đôi kim đẳng sơn nhạc, vô thường mãi đắc bất lai hồ. Bất cầu đại đạo xuất mê đồ, chẳng cầu đại đạo để ra khỏi đường mê. Cuộc đời của chúng ta như mộng ảo, như bọt nước, như làn sương, như điện chớp, phải quán nó là như vậy. Mạng sống con người là vô thường, sự nghiệp vô thường, phú quý vô thường, cho nên niềm vui là nhân của khổ. Tất cả khoái lạc trong thế giới này cũng đều hàm chứa cái khổ. Muốn lìa khổ để an vui, phải lo tu đạo. Tu đạo thì trước hết phải trừ tập khí. Trừ như thế nào? Bên trong thì khắc kỷ phục lễ, bên ngoài thì đoạn dục khử ái. Cả hai đảng cùng dụng công, ắt sẽ thành công. Con người sinh ra bởi sắc dục, chết bởi sắc dục, đó là lẽ thường của thế tục. Và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng. Kẻ xuất gia thì đi ngược lại, có đi ngược mới thành thánh. Nên cái gì hay với thế gian thì lại không hay với người xuất gia. Người thế gian tham, chúng ta không tham. Cái gì người thế gian yêu thích, chúng ta không yêu thích. Cái gì người thế gian mê, chúng ta không mê. Muốn cầu đại đạo, ắt phải ra khỏi đường mê. Thế nào là đường mê? Chính vì vô minh tác quái nên bất cứ đi hướng nào cũng là hồ đồ, rút cuộc chẳng biết làm sao. Mê cũng là nghĩa mất phương hướng, con đường phải đi lại không nhận ra mà đi lạc chỗ khác. Phải biết rằng, chẳng cầu đạo thì chẳng ra khỏi đường mê. Muốn ra khỏi đường mê tất phải tu đạo. Tu đạo cần phải có thiện tri thức chỉ điểm cho sáng mắt. Thiện tri thức biết cách thức dạy ta tu sao cho được dứt đường sanh tử, giúp ta không trở lại với cảnh luân hồi. Cái thấy và cái biết của thiện tri thức là chính xác, trong đó không có chút nào gọi là tà chi tà kiến. Túng phụ hiền tài khởi trượng phu. Để phụ cái tài trí thì đâu phải trượng phu. Nếu chúng ta không cầu đạo, không ra khỏi đường mê, ắt là ta phụ cái hiền tài của ta. Hiền tài cũng là cái trí huệ, đức tướng của ta. Phật đã từng nói, hết thảy chúng sinh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai. Nếu quả chúng ta không tu hành, ắt ta chẳng thành tựu được gì. Như vậy chúng ta đã cô phụ cái trí hiền tài, tức đâu còn là kẻ trượng phu nữa. Bách tuế quang âm thạch hỏa trước. Quang âm của trăm năm qua đi như lửa lóe ra từ đá đánh lửa. Tỷ dụ có thể sống tới trăm năm thì ngày tháng cũng qua nhanh như tia lửa chớp, trong thoáng qua đã tắt. Nhất sinh thân tự thủy bào phù. Một đời thân xác giống như cái bọt nước, từ lúc sanh ra cho đến lúc chết gọi là một đời người. Cái thân thể này giống như một cái bọt trên mặt nước, nổi trôi bồng bềnh, thật là hư vọng, chẳng có gì là thực chất. Chỉ trong một sát na đã thấy nó biến mất, vậy thì lưu luyến nó làm gì, hà tất chấp trước vào nó. Thê tài phao hạ phi quân hữu. Tài sản và vợ bỏ lại, anh chẳng có gì. Tới khi lâm chung, dù anh có bao nhiêu tiền cũng không đổi được cái chết. Hết thảy nào vàng bạc châu báu, anh đều bỏ lại. Một đồng cũng không mang đi, lúc đó, vợ và tài sản đều không còn là của anh chỉ còn hai tay buông xuôi về chầu Diêm Vương. Tội nghiệt tương hình nan tự khi, tội vạ đi theo như hình, không thể tự dối. Bất cứ loại nghiệp nào, sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đều theo ta như hình với bóng, như câu nói, mọi thứ mang chẳng được, chỉ có nghiệp tùy thân. Nghiệp tội thì không thể dối gạt được, bởi chính ta tạo ra thì nhất định ta phải lãnh quả báo, chẳng ai có thể thay ta lãnh dùm. Thí vấn đôi kim đằng sơn nhạc. Thử hỏi vàng chất lên thành núi, chất đầy vàng bạc cao như núi,
thành vua Kim Tiền, giàu bậc nhất thiên hạ, thử hỏi khi chết những thứ đó có ích gì? Để lại cho con cháu thì con cháu nào hay, chúng chẳng cần tới. Con cháu nào xấu thì lấy tiền tạo nghiệp xấu, còn nặng tội hơn. Vô thường mãi đắc bất lai hồ, liệu có mua được luật vô thường chăng? Tuy vàng bạc chất lên cao bằng núi, nhưng liệu chúng ta có mua nổi quỷ vô thường không? Không thể mua được, quỷ vô thường rất là công bình, không thiên lệch, không nói chuyện ân tình, cũng không nhận quả cáp. Cảnh ngộ của người ta tại thế gian là như vậy, chúng ta là người xuất gia chính là vượt qua thói tục, không chịu để thói tục giam hãm, nay lại không tu hành nghiêm chỉnh thì còn chờ tới lúc nào nữa. Phải nhớ rằng, mục tiêu của kẻ xuất gia là dứt, chứ không thể sống như thế tục. Quý vị, tướng quân bất hạ mã, các tự bôn tiền trình. Quý vị hãy ráng sức tu hành. Ha ha ha, 问什么的说呵。